Vâng, trung tâm điện tử tắm hoa xin chào anh em nhá. Vâng, và trước màn hình nhỏ các anh em đây, bên em đang test và giới thiệu tiếp thị một cặp loa Mỹ Đế, một cặp loa sạc pin Vega sử dụng bát đôi, bát 40, một mic chép kèn và một siêu xì. Và cặp loa sạc pin Vega này có cái mã là V253. Đấy, một cặp loa sử dụng bát kép, bát 40 anh em nhé, từ 16 côn 50. Đấy, một mic chép kèn đây, một siêu xì đây anh em này. Đấy, thì với cái mã V253 này được thiết kế một cái thùng chiều cao, tổng thể chiều cao là 1m, trên 1m2 anh em nhé, trên 1m2, ngang bề mặt này là 60, sâu của thùng là 50cm. Đấy, một cặp loa đẹp xuất sắc và độ zin của nó là nguyên bản, zin từ A đến Z anh em nhé, 100%. Đấy, bao đẹp cho anh em, bao đẹp bao chất cho anh em nhé. Một cặp loa Mỹ xịn. Thì cặp này bên em nó về đường công rất là đẹp nhá, hầu như là chưa có vết sắt sẹo nào đâu. Rồi, sạc pin Vega mã của nó đây anh em, V253. Sạc pin Vega Made in USA. Đấy, với cái mã V253 được hỗ trợ bằng hai cổng jack kết nối 6 ly, và đây là hai cổng jack 6 ly. Nói hàng đẹp xuất sắc với một cặp loa siêu khủng long, sở hữu hai bát 40. Đấy, anh em nào đang có không gian phòng 50-60m² trở lên, hay là những anh em đi làm sân khấu ngoài trời, những sự kiện vũ trường, quán bar, chất âm của cặp này thì nó là ngang ngửa với JB725. Thì với cặp loa JBL725 thì trong cái thời điểm này đang có giá đầu tư khoảng dưới 70 triệu. Đấy, dưới 70 triệu một cặp loa JB725 dùng bát neo. Đấy, thì chất âm của cặp sạc pin V253 này thì nó cũng là ngang ngửa anh em nhé. Đấy, với mức giá đầu tư là 34 triệu thôi. Đấy, 34 triệu. Anh em sở hữu một cặp loa Mỹ xịn là sạc pin Vega V253 sử dụng bát đôi, bát 40, từ 16 côn 50. Đấy, tình trạng loa đẹp xuất sắc, độ zin 100% anh em nhá. Đấy, zin từ A đến Z anh em này. Đấy, thì với mức giá đầu tư là 34 triệu, anh em nào có nhu cầu xin liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Địa chỉ trung tâm tại Tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Cặp loa này bên em bao zin nguyên bản hết nha anh em nhá. Bao zin, bao xịn, bao chất.